Em nghe anh mà kêu Nguyễn đi đi mua đó mà, em nghe rõ ràng mà. Mà giờ vô mới đặt đang ai kêu chứ xong giả bộ hoài. Anh không hề kêu nha. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy quay rồi quay. Trời ơi, anh ký xong giờ anh thấy máy quay rồi, camera rồi này kia, cái anh giả bộ anh nói là anh đuổi hả, anh đuổi hả. Ăn đi anh, lỡ mua rồi, phải ăn thôi, không ăn bả mới khổ chết. Gì vậy? Trời ơi, ai cũng nói chết. Trời ơi, lại mua rồi, lại mua. Nãy nói nghĩa ra mua cơm, cái thằng nhỏ chạy ra mua cơm. Đây. Không nói đâu. Thằng nhỏ nó chạy ra mua cơm cái xong. Thôi là trời. Có biết đâu mọi người, sáng là đang chị đang make up chị đồ của chị tươi là chị của bé Quỳnh Trang đem vô, xong là ngồi ăn, xong ra quay một chặp, xong rồi vô ăn, xong rồi vô lại uống trà sữa, xong rồi giờ ăn cơm. Nói đi. Má ơi, ăn nho, ăn xoài. Uống trà sữa, ăn bánh bò, ăn bánh da lợn, da lợn rồi. Bò lợn rồi là bò lợn. Bình thường mà mình về đi làm thì mình nhưng mà trong này có đồ vậy không? Anh còn đánh kẽ. Câu chí mạng lại rồi. Đó là cái đồ đã ai cũng xong hết rồi. Ừ, em mới ra. Cái gì tôi quạt đi chơi.